Nếu bạn muốn cập nhật những thông tin công nghệ nhanh nhất và tìm hiểu những cái bài viết chuyên sâu về thế giới công nghệ thì có thể ghé thăm website chính thức của The Pixel, có tên gọi thepixel.vn. Link của website thì mình sẽ để trong phần mô tả của clip. Xin chào các bạn. Xiaomi 11T, một chiếc máy dù chúng ta tính mức giá niêm yết hay là mức giá sau trừ quà thì bất kỳ một cái mức giá nào mình thấy rằng nó đều rất là tốt dành cho cái sản phẩm này Nó sở hữu quá là nhiều những cái ưu điểm luôn Và những ưu điểm đó là gì thì mình đã có một cái video đánh giá nhanh cho anh em rồi ha Những bạn nào mà chưa xem thì có thể là click vào góc phải màn hình Và một trong những ưu điểm lớn nhất của những chiếc máy đến từ nhà Xiaomi đó là về phần hiệu năng với Xiaomi 11T thì nó là chiếc điện thoại rẻ nhất tại thị trường Việt Nam Phân khúc chính hãng nha, mình không tính phân khúc trích tay Là chiếc máy rẻ nhất được sử dụng vi xử lý là Dimensity 1200 Vậy thì với một cái vi xử lý rất là mạnh đến từ nhà Minatec tích, tích hợp ở trên chiếc Xiaomi 11T nó sẽ có màn thể hiện như thế nào thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn let's go Và nếu các bạn nào mà đang có tâm tới chiếc Xiaomi 11T thì đừng quên ghé qua hệ thống Di động Việt. Hiện tại thì Di động Việt đang có mức giá cực kỳ là tốt dành cho các bạn. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay. Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ cùng phải nói sơ qua về những cái điểm số benchmark mà bọn mình đã chấm được ở trên chiếc 11T để xem là một chiếc máy trong cái tầm giá trừ quà nó chỉ loanh quanh mức khoảng tầm 8 triệu thôi ấy thì cái chiếc Xiaomi 11T nó có bằng với một chiếc máy ở trong phân khúc giá 20 triệu hay không đó chính là chiếc Vivo X 70 Pro cũng sử dụng cái vi xử lý là Dimensity 1200 thì khi mà bọn mình chấm cái điểm số là Git Ben 5 á thì sau khoảng tầm là 3 lần chấm thì có một lần là cao điểm nhất là 2.900 tức là gì là nó tương đương với cái vi xử lý Dimensity 1200 ở trên chiếc X70 Pro còn hai lần còn lại á, thì cái điểm số đa nhân của nó chỉ là 2.500 điểm mà thôi thì mình thấy rằng là dù ở bất kỳ một cái điểm số nào á 2500 hay là 2900 thì nó đều rất là tốt rồi dành cho một chiếc máy ở trong cái tầm giá như thế này mình thấy rằng là mọi thứ ok và đây cũng chỉ là điểm số benchmark thôi khi mà chúng ta đi vào trải nghiệm thực tế thì nó mới là thứ quyết định tất cả ha còn nếu mà chúng ta chuyển qua với cái ứng dụng là antutu thì mình thấy rằng là antutu nó sẽ có cái sự thấp điểm hơn tương đối nhiều so với là vivo x 70 pro nhưng điều này thì mình nghĩ rằng là hoàn toàn có thể là chấp nhận được dành cho một chiếc máy có mức giá rẻ hơn phải gọi là gần một nửa so với là chiếc máy đến từ nhà Vivo đó là về những cái điểm số benchmark mà bọn mình đã chấm được còn với một chiếc máy chạy với xử lý là Dimensity 1200 thì có lẽ với tựa game liên quân mobile nó không có nhận gì phải bàn các bạn ạ, nó chơi cực kỳ là mượt mà luôn và trong cái quá trình mà mình chơi cái liên quân á, thì nhiệt độ của nó cũng tương đối là mát mẻ dù là mình chơi ở cái mức là max setting luôn còn khi mà chuyển qua với cái tựa game là PUBG Mobile vâng tựa game PUBG Mobile cũng không thể làm khó được cái Dimensity 1200 này đâu các bạn ạ mình đã chuyển lên ở cái mức cao nhất là Ultra HD và chơi ở cái tốc độ khung hình là 40 fps thì cũng cực kỳ là mượt luôn à, chơi mười mấy phút luôn mà rất là mượt chỉ có vấn đề xảy ra ở đây là khi các bạn chơi ở một cái mức độ họa rất là cao như vậy á, thì nhiệt độ mà cái chiếc 11T này nó tỏa ra thì nó sẽ lên cái mức khoảng tầm là 45 độ C tức là tương đương với cái chiếc Xiaomi 11T Pro chạy với sử Snapdragon 888 nha và nó sẽ cao hơn so với là vi xử lý Snapdragon 870 ở trên chiếc Oppo Reno 6 Pro, đó mình đã có chiếc máy đó và mình cũng đã test luôn rồi. À, thì tất nhiên là chiếc máy kia giá cao hơn thì nó tốt hơn cũng là chuyện bình thường, đúng không? Chả có cái gì phải thắc mắc cả. À, còn khi mà chúng ta chuyển xuống với cái chế độ là smooth đó, thì ở trên chiếc 11T nó sẽ cho phép người dùng bật lên ở cái tốc độ khung hình cao nhất là 90 fps, nhưng nó lại không hề chơi được ở mức là 90 fps. Mặc dù bọn mình đã làm rất nhiều cách từ thoát ra vào lại rồi là khởi động lại máy làm đủ trò luôn nhưng nó không thể chơi được ở cái mức là 90 fps các bạn ạ rất là đáng tiếc nó chỉ có thể là chơi được ở cái mức khung hình là 60 fps mà thôi còn 60 fps thì nó vẫn rất là mượt rồi cũng không có điểm gì phải bàn cả mình chỉ ước rằng là trong những cái phiên bản cập nhật phần mềm sắp tới á, thì bên nhà Xiaomi có thể là tối ưu hóa lại dành cho chiếc Xiaomi 11T để giúp cho chiếc máy này có thể chơi game được smooth 90 khung hình trên dây À thì chắc chắn nó sẽ cực kỳ là ngon ăn luôn Bởi vì sao? Bởi vì mấy ngày hôm nay á Mình chơi PUBG mà Mình cũng chơi ở cái mức là smooth cũng như là 90 FPS á Cho nên là bây giờ mình bị quen rồi à, Mà khi mà các bạn bị quen một cái gì đó Thì chắc chắn là các bạn xuống ở cái mức thấp hơn Thì mắt của chúng ta khi mà đã quen rồi á Thì sẽ mất một thời gian để có thể là làm quen lại Nhưng chung quy lại thì với những cái tựa game cơ bản như là liên quân hay là pubg thì cũng không thể làm khó được quá nhiều ở trên chiếc xiaomi 11t và nó hoàn toàn xứng đáng với khoản đầu tư của bạn luôn. còn khi mà chúng ta chuyển qua với một cái tựa game nặng hơn là genshin impact à mình có đọc sai thì các bạn cũng thông cảm cho mình nha. thì với cái tựa game này mình đã bật max setting luôn nói chung là bật hết bật từ lưa hạt dưa luôn, luôn nói chung là không còn có thể bật được gì hơn nữa thì chiếc máy này với Dimensity 1200 thì nó cũng rất là khó để có thể là chơi ổn được Snapdragon 888 lớt mà nó còn vật và vật vờ chứ đừng có nói gì Là Dimensity 1200 một chiếc máy trừ quả rồi chỉ khoảng tầm là 8 triệu đồng Với lại thì mình nghĩ rằng là không không nhiều bạn mà các bạn chơi cái tựa game này và còn khi mà các bạn chuyển xuống với cái chế độ thấp hơn á, thì chiếc máy này bị nóng lên mà Chiếc máy này sau đây bị nóng lên khoảng tầm là 45 độ cho nên là nó cũng sẽ bị giảm cái phần hiệu suất xuống một tí xíu Cái điểm này thì mình nghĩ rằng là bên nhà Xiaomi họ đã có phần tính toán Cứ lên khoảng tầm 45 là hiệu năng sẽ bị giảm xuống để giúp cho chiếc máy của chúng ta nó đỡ cái vấn đề đột tử thì sao Đúng không? Thì đó cũng là một cái điểm mà bên nhà Xiaomi đã có phần cân nhắc Trước khi mà tích hợp trên chiếc Mi 11T cũng như là Mi 11T Pro Vậy thì tổng kết lại với một chiếc máy khi mà chúng ta trừ quà rồi, tầm giá từ 8 triệu đồng hoặc là một số chỗ thì họ sẽ bán khoảng tầm là 9 hoặc là 10 triệu đồng thì mình thấy rằng đây vẫn là một chiếc máy có hiệu năng rất mạnh và xứng đáng với khoản đầu tư các bạn Mặc dù là một vài những cái yếu tố ví dụ như là FPS chưa có thể là chơi được ở mức là 90 Ở trên PUBG Mobile này hay là cái Genshin Impact thì chưa chơi được ổn định Nhưng mình nghĩ rằng các bạn hoàn toàn có thể là chấp nhận được với một chiếc máy tầm giá thấp như kiểu là Xiaomi 11T Còn với những bạn nào mà muốn bọn mình so sánh chiếc 11T với những sản phẩm nào thì đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video hôm nay Còn nếu cảm thấy video này hữu ích, bạn có thể like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì.